Đây là bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ của tháng 1, là công việc mà cuối hàng tháng các bạn kế toán cần nhớ để thực hiện, với mục đích là đưa các giá trị của công cụ vào chi phí của từng bộ phận mà các bạn đã thực hiện trong phân hệ ghi tăng, và cả những công cụ của năm trước vẫn còn giá trị để các bạn phân bổ và đưa vào chi phí. Trước khi thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ thì các bạn phải vào phân hệ mua hàng, kiểm tra lại toàn bộ các hóa đơn phát sinh trong tháng 1 để tránh trường hợp các bạn hạch toán sót hóa đơn liên quan đến mua công cụ dụng cụ. Thứ hai, các bạn sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ, kiểm tra lại trong phân hệ ghi tăng để kiểm tra toàn bộ các công cụ đầu kỳ và phát sinh trong tháng 1 các bạn đã chọn đúng số kỳ, đơn vị sử dụng tương ứng với tài khoản chi phí hay chưa để các bạn sửa lại trước khi chúng ta phân bổ chi phí. Tiếp theo, các bạn sẽ vào phân hệ báo cáo, chọn báo cáo đối chiếu và chọn báo cáo đối chiếu sổ theo dõi công cụ và chi phí trả trước. Ở đây kỳ báo cáo các bạn sẽ chọn tháng 1 và nhấn đồng ý. Bởi khi các bạn thực hiện hạch toán công cụ dụng cụ và tài sản cố định, chúng ta đều thực hiện hai bước mua và ghi tăng công cụ. Trong đó, trên sổ cái sẽ phản ánh toàn bộ các nhiệm vụ hạch toán trong phân hệ mua hàng, còn sổ theo dõi công cụ chính là phân hệ ghi tăng. Nếu trên báo cáo đối chiếu thể hiện trống phản ánh các bạn đã thực hiện đúng hai bước mua và ghi tăng. Còn trong trường hợp nếu số liệu thể hiện trên sổ cái phản ánh các bạn đã thực hiện mua nhưng chưa thực hiện ghi tăng, thì khi thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ các bạn sẽ phản ánh thiếu với những công cụ mà các bạn chưa thực hiện ghi tăng. Và ngược lại, nếu thể hiện số liệu trên sổ theo dõi hoặc thể hiện trên cả sổ theo dõi và sổ cái thể hiện các bạn đã thực hiện mua và ghi tăng công cụ nhưng quay lại phân hệ mua hàng để sửa lại thông tin, dẫn đến việc chênh lệch giữa sổ cái và sổ theo dõi, hoặc các bạn xóa phân hệ mua hàng dẫn đến việc sổ cái không có nhưng phân hệ ghi tăng vẫn tồn tại, thì ở bước này các bạn sẽ phải vào phân hệ ghi tăng để xóa bỏ và kiểm tra lại trong phân hệ sổ cái để sửa lại và ghi tăng lại đối với chứng từ đó. Cho đến khi nào các bạn mở lại báo cáo đối chiếu phản ánh trống thì chúng ta mới thực hiện đúng hai bước mua và ghi tăng đối với công cụ dụng cụ. Rồi chúng ta mới vào lại phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện phân bổ đưa vào chi phí của tháng 1 và các bạn sẽ nhấn đồng ý. Phần mềm sẽ tự động cập nhật phản ánh ngày hạch toán, ngày chứng từ và phản ánh toàn bộ các công cụ dụng cụ đầu kỳ bao gồm phát sinh trong tháng 1. Với tổng chi phí công cụ đưa vào tháng 1 là 11.540.417 đồng. Các bạn sẽ so sánh với phần tổng số tiền thể hiện trên cột phân bổ trong kỳ. Ở phần 2 nhỏ phân bổ, phần mềm sẽ phản ánh chi tiết với mỗi công cụ dụng cụ được đưa vào từng đơn vị, tỷ lệ phân bổ và tổng số tiền phân bổ của một tháng. Các bạn sẽ kiểm tra lại đối với từng công cụ tương ứng với tài khoản chi phí và kiểm tra lại những công cụ sử dụng cho bộ phận thiết kế sẽ được đưa vào tài khoản 154 và kèm theo khoản mục chi phí là sản xuất chung, dụng cụ sản xuất. Phần mềm sẽ căn cứ vào tổng số tiền các tài khoản chi phí để phản ánh với bút toán nợ cho tài khoản 6422 làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, nợ cho tài khoản 154 phản ánh làm tăng chi phí của mảng sản xuất dịch vụ có cho tài khoản 242 và tổng số tiền phân bổ đưa vào chi phí của tháng 1 đối với công cụ dụng cụ. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Và để kiểm tra lại nghiệp vụ mà các bạn vừa thực hiện, chúng ta sẽ vào phần phân bổ chi phí, chọn lại số kỳ và nhấn lấy dữ liệu. Với trường hợp khi chúng ta đã thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ mà các bạn phát hiện ra dữ liệu trong phân hệ ghi tăng thực hiện sai hoặc trong phân hệ mua hàng thực hiện sai, và để sửa hoặc xóa dữ liệu trong phân hệ ghi tăng thì các bạn phải vào phân bổ chi phí để nhấn bỏ ghi và nhấn xóa trước thì các bạn mới sửa lại được. Để nhớ được các bước mà khi các bạn làm sai muốn xóa hoặc sửa lại thông tin thì các bạn sẽ căn cứ vào các bước mà các bạn đã thực hiện đối với mua công cụ, bao gồm vào phân hệ mua hàng, thực hiện ghi tăng và sau đó mới phân bổ chi phí. Thì để sửa hoặc xóa lại thì các bạn sẽ làm ngược lại với các bước mà các bạn đã thực hiện hạch toán đối với mua công cụ dụng cụ.
Để in được bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ, chúng ta sẽ vào phân hệ báo cáo. Trong phân hệ công cụ, chọn bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ của tháng 1. Đây là bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ của tháng 1 sau khi chúng ta đã phân bổ chi phí. Với bảng tính này thì các bạn sẽ kiểm tra đến giá trị còn lại được thể hiện trên tài khoản 242 của bảng cân đối tài khoản với tổng số tiền là 111.112.916 đồng. Các bạn sẽ so sánh với tổng số tiền được thể hiện trên bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ của giáo trình. Trong trường hợp không khớp thì chúng ta sẽ kiểm tra lại đối với từng công cụ dụng cụ. Và khi hạch toán sai thì các bạn phải nhớ vào phần phân bổ chi phí, nhấn bỏ ghi, nhấn xóa thì chúng ta mới sửa lại được các dữ liệu trong phân hệ ghi tăng.